Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền dùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 171, Hải Cốt 6 Ngón, 1 Uống thuốc theo đơn này 3 ngày, đơn thuốc này một là để giải độc, hai là để ngăn chặn bệnh hoa liễu. Có điều bệnh hoa liễu khó chữa cho nên ta cũng không hoàn toàn nắm chắc thành ra cũng không biết có thể kéo dài thêm được mấy ngày tần hoan viết xong rồi đưa đơn thuốc cho gia nô hầu hạ tần an gia nô này biết y thuật cao minh của tần hoan thế nên cảm kích không thôi hắn tạ ơn không ngớt rồi mới ra ngoài lấy thuốc tần hoan đứng dậy sau đó lại đi vào buồng nhìn thoáng qua tần an đã bị trói ở trên giường trong mắt nàng lại không hề có vẻ thương hại như khi nhìn các bệnh nhân khác yến chỉ đứng ở phía sau lưng nàng một lát sau mới khẽ nói đi thôi ta đưa ngươi trở về. Tần Hoan gật đầu sau đó xoay người đi ra khỏi viện. Náo loạn qua đi thì sắc trời vẫn còn sớm, Tần Hoan ngước mắt lên nhìn thì thấy vòm trời một mảnh màu xanh thẳm trong veo. Ánh bình minh vẫn còn như ẩn như hiện nơi chân trời tạo thành một dải ánh vàng tươi lan tỏa ra giữa nền trời xanh lam, lại giống như một bức tranh sơn dầu với màu xanh chủ đạo, rồi lại được rắc thêm một lớp bột vàng lên trên. Bình minh thời tiết man mát, kèm theo những cơn gió nhẹ phất phơ thổi đến khiến cho Tần Hoan cảm thấy hơi lạnh, nàng khép vạt áo lại. Nàng vừa cúi xuống thì thấy hoa cỏ mọc ven đường đã phủ một lớp sương mỏng nhẹ như băng, nàng khẽ thở ra rồi nhíu mày, thời tiết đúng là nói lạnh là lạnh ngay, vẫn còn chưa đến tháng 10 mà. Phục Linh hầu hạ bên cạnh, Yến Chỉ cũng ở đây thế nhưng nàng lại đánh bạo nói, "Tiểu thư quên rồi à, mấy năm nay ở phía nam đến thời điểm này đều lạnh như thế." chẳng qua là vừa lạnh vừa ẩm ướt mà lại không có tuyết rơi. Tần Hoan gật đầu, ừ, thì ra là thế. Yến chỉ vốn đang nhìn ngắm vòm trời trong sạch như nước kia, nghe thấy thế liền nhìn lướt qua Tần Hoan rồi trao mày, lúc ngươi rơi xuống hồ đã bị thương ở đâu. Bây giờ còn có chỗ nào không khỏe nữa không? Mua sách bán chạy nhất trực tuyến. Tần Hoan lắc đầu, lúc mới tỉnh lại thì hơi đau đầu, hiện tại đều đã khỏi rồi chỉ là những chuyện trước đây đều không nhớ rõ lắm thôi. Đôi mắt Yến chỉ chăm chú nhìn nàng, giữa đồng tử đen thăm thẳm hiện lên một tia nghi hoặc xen lẫn với giò xét, những chuyện trước đây không nhớ rõ lắm. Mất trí nhớ, như vậy có lẽ trong đầu vẫn còn có chỗ nào đó bị tổn thương, người ta nói dao sắc không gọt được chui, sao ngươi không đi tìm đại phu khác xem bệnh cho ngươi. Nếu như để lại tai họa ngầm gì đó thì tương lai nhất định sẽ gây ra biến chứng rất lớn mặc dù yến chỉ không tinh thông y lý thế nhưng hắn trinh chiến xa trường quanh năm cho nên hiểu được nhiều loại nội thương và ngoại thương trên chiến trường có nhiều người mặc dù không hề nhìn thấy thương tích bên ngoài thế nhưng nội tạng hay bên trong đầu đều bị hủy rồi đại phu trong quân thường hay nói trong đầu có máu tủ hoặc nội tạng bị va đập vỡ nát bên ngoài không nhìn ra cái gì thế nhưng bắt buộc phải uống thuốc tần hoan lắc đầu sợ nhất là thương tổn đến xương cốt hoặc là trong não có máu tủ có điều sau này ta không còn đau đầu nữa, đại khái là không cần thiết phải xem đại phu đâu, có lẽ do một kinh mạch nào đó bị tổn thương, cho nên quên đi chuyện trước đây cũng là có khả năng. Đại phu tinh thông về nhiều loại kinh mạch thì đương nhiên Yến Trì hiểu được, bản thân Tần Hoan cũng là đại phu, hiểu biết về các loại bệnh tật, đương nhiên cũng sẽ không chủ quan về bệnh của chính mình, cho nên Yến Trì không nhiều lời về chuyện này nữa, hắn hỏi lại Đêm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Khóe mắt Tần Hoan giật giật một cái, kỳ thật cụ thể thế nào thì ta đã quên mất rồi, đại khái là vì thời tiết một ngạt cho nên trong lòng ta cũng thấy hơi khó chịu, định đi dạo quanh hồ Bán Nguyệt một chút, thế nhưng đột nhiên trời lại đổ mưa to khiến cho ta giật mình mà trượt chân rơi vào trong hồ. Yến chỉ nheo mắt, hồ Bán Nguyệt trong Tần phủ các ngươi ta đã nhìn qua trừ phi ngươi vốn có ý định coi thường mạng sống của mình chứ không thì cũng sẽ không đi đến sát bên cạnh hồ nếu không đi sát cạnh hồ thì làm sao mà trượt chân được tần hoan thở dài yến chỉ vốn suy nghĩ tỉ mỉ như vậy cho nên lời nói dối tùy tiện cũng không thể nào gạt được hắn có thể lúc đó ta thật sự có hơi hoảng hốt hoặc đúng là có ý nghĩ coi thường mạng sống mình đi hiện tại ta đã không còn nhớ rõ lắm có điều chuyện đã qua rồi trải qua chuyện đó một lần thì cõi lòng ta cũng mở mang ra rất nhiều yến chỉ trau mày nhìn chằm chằm vào tần hoan nếu tính tình tần hoan đã như thế này chẳng lẽ nàng cũng đã từng có ý nghĩ muốn phí hoài mạng sống hoặc là đúng như lời bạch phong nói tính tình nàng từ sau khi rơi xuống hồ thì mới thay đổi lớn đến vậy trong mắt yến chỉ tràn đầy nghi vấn thế nhưng chỉ dìm nghi vấn này ở trong lòng mà không hỏi gì thêm nữa yến chỉ nói tiễn tần hoan thì đương nhiên là tiễn nàng về đến tận đinh lan uyển đêm qua lại đào ra hai bộ hài cốt có lẽ chính là hai bộ cuối cùng rồi chỉ hy vọng thuốc của ngươi khiến cho tần an sớm có chuyển biến tốt chuyện năm đó mặc dù đã biết là tác phẩm của tần an thế nhưng dù thế nào cũng phải để chính nghiệp ông ta nói ra chi tiết tần hoan gật đầu được ta đợi để hỗ trợ phía sau yến chỉ lên tiếng ừ không cần sốt ruột Mau vào trong đi. Tần Hoan xoay người đi vào trong, đáy lòng vẫn suy nghĩ chuyện của Tần An hôm nay. Tần An bị người ta hạ độc, mà đã hạ nhiều ngày nay rồi, độc tính tích lũy nên mới đột nhiên phát điên, tinh thần lại hoàn toàn kích động, nên ngay cả chuyện năm đó cũng không che giấu được. Người hạ độc này nhất định có liên quan đến người bị hại năm đó, rất có khả năng cũng chính là hung thủ đã giết Liễu thị và Lưu Xuân. Vừa bước vào phòng, Phục Linh đã không nhịn được mà cắn răng nói, Tam lão gia quả thật là quá thương thiên hại lý rồi, vậy mà lại có sở thích luyến đồng, ngay cả Lục tiểu thư cũng không nhận ra. Lão phu nhân cũng không nhìn nổi nữa, rõ ràng là bà ta đang cố gắng kéo dài thời gian. Nếu như hài tử của Nô Tỳ bị người khác đối xử như vậy, Nô Tỳ thật sự là ngay cả ý định giết hắn cũng sẽ có. Bao nhiêu năm nay Nô Tỳ chưa từng gặp cảnh như vậy. Người phát điên đến nhường đó nếu như nô tỳ có phụ thân như thế thì thà chết đi còn tốt hơn bản thân ông ta đã là tội nhân lại còn làm liên lụy đến toàn bộ người trong nhà không ai được sống yên ổn tần hoan chạy ra ngoài từ sớm nên vẫn còn chưa ăn sáng phục linh ở bên cạnh vừa bầy cơm canh ra vừa nói lông mày nhíu chặt lại một chỗ mặc dù nàng không được học hành gì nhiều thế nhưng cũng không biết cách mắng chửi người ta suy nghĩ một lúc cũng không thốt ra được mấy lời trách mắng sắc mặt tần hoan cũng hơi tối lại, nàng vừa ngồi xuống vừa nói. Phàm là những kẻ phạm phải tội lớn ngập trời thì đều là vạn lần chết cũng không đáng tiếc. Chẳng qua trong có có một số người phạm tội là do bị dồn ép, có người do bất đắc dĩ, còn có người chỉ do tham lam dục vọng của bản thân mà phạm tội ác lên người hài tử. Thật sự là ta rất rất không muốn cứu chữa. Tiểu thư kê đơn sẽ chữa khỏi cho tam lão gia hay sao? Tần Hoan lắc đầu, bệnh của ông ta nghiêm trọng hơn tần lệ rất nhiều, lại cộng thêm bị trúng độc nữa nên Nghiễm Nhiên đã bước một chân vào quan tài rồi. Nhưng vụ án này còn cần khẩu công của ông ta, thuốc của ta chẳng qua chỉ giúp ông ta kéo dài mạng sống hơn được chút thôi. Tần Hoan nói xong thì trong lòng cũng chẳng có chút lăn tăn nào cả. Nếu như năm đó không vì lời thề khi gia nhập làm môn hạ của Dược Vương Cốc thì thậm chí nàng còn muốn thêm vào trong thuốc thêm chút chất độc. Người như ông ta cho dù có bị thối giữa rồi chết dần chết mòn trong đau đớn nhất thì cũng không đủ để đền bù cho tội ác mà mình gây ra. Nghĩ đến đây đột nhiên Tần Hoan nghĩ đến hung thủ giết Lưu Xuân và Liễu Thị. Gia nghiệp Tần Phủ rất rộng, chẳng có lý do gì mà lại có người nghĩ đến đi đào giếng hoang của Tần Phu cả. Cho dù có thật sự đào ra được thi hài của nhị di nương thì cũng không đủ để tuyết minh được cái gì nếu như không có yến chỉ ở đây mà chỉ dựa vào sự ba phải của hoắc hoài tín thì chỉ sợ cũng chẳng dám cưng rắn gì với tần phù còn nếu là nàng nàng cũng không đảm bảo bản thân mình sẽ không dùng những thủ đoạn cực đoan để làm lộ chuyện này ra đúng là giết người sẽ phải chịu trừng phạt pháp lý và nhân tình đối với thường dân có lẽ nặng nhẹ khó đoán thế nhưng tần hoan đã đi theo phụ thân nhiều năm trong lòng từ sớm đã gieo xuống hạt mầm pháp lý lớn hơn nhân tình cho nên khi làm rõ chân tướng phía sau, hung thủ và người chết năm đó có quan hệ gì để dẫn đến bi kịch nối tiếp bi kịch, dù nàng có đồng tình thương hại thì luật pháp đại chu cũng sẽ không. Ăn sáng xong xuôi tần hoan lại đi sang phía rừng trúc tím, ở đây lại đào ra thêm một bộ thi hài nữa, lần này tổng cộng là đã đào ra được 13 bộ rồi. Mãi cho đến tận chiều thì Tần Hoan và Từ Hà mới sửa giấy sạch sẽ 13 bộ hài cốt rồi gom góp lại đầy đủ mua sách bán chạy nhất trực tuyến. Cửu cô nương, chi phủ đại nhân nói có lẽ là đã hết rồi. Từ hà đi ra từ chốc rừng trúc, mà từ chỗ sàn hoa đến miệng giếng bên trong rừng trúc tím kia hiện tại đã bị đào ra một con kênh rất sâu. Đây là do mấy chục nha sai trong nha môn chi phủ đào liên tục hai ngày hai đêm. Hiện tại toàn bộ bên dưới bùn nhão đều bị lật sới lên, ngoại trừ mấy mảnh nhỏ như xương món tay hay răng thì những xương cốt khác đều đã được tìm thấy cũng không còn thiếu gì nữa. Tần Hoan còn đang thu dọn trên trường án, mặc dù còn chưa biết danh tính những thi cốt trước mặt, thế nhưng ít nhất để đến lúc hạ táng sau này không khiến cho thi cốt không được chọn vẹn. Tần Hoan không tin quỷ thần thế nhưng nàng cực kỳ nghiêm túc tưởng niệm người đã khuất. Thật sự là một công việc lớn, hai ngày hai đêm này các huynh đệ trong nha môn đều mệt muốn chết, đây nếu như là đi làm công thì có lẽ cũng đã xây xong được một ngôi nhà rồi. Bàn nãy chi phủ đại nhân cũng nói bổng lộc tháng này mỗi người được tăng thêm một lượng, coi như là bù lại sự vất vả của mọi người trong vụ án này cùng với án trước ở trong hầu phù. Từ Hà nói xong thì đáy mắt sinh ra chút ý cười, như là cực kỳ thỏa mãn. Tần Hoan cũng cong cong môi, danh tiếng thanh quan của Húc Hoài Tín quả nhiên không phải tự nhiên mà có được. Mặc dù ông ta không phải vị thanh thiên của tiền triều kia thế nhưng cũng không khiến cho người khác tìm được sai lầm hôm nay ghi chép lại hết những thứ này, ngày mai đã có thể mang hài cốt đến nha môn rồi. Từ Hà nói xong thì đã cầm lấy dây bút trên bàn, trong mấy người này, lớn nhất là 12 tuổi, ít nhất mới 8 tuổi. Hai, ứng thực là khiến cho người ta thổn thức, cũng không biết các nàng là người ở nơi nào, nhà ở đâu, trong nhà còn người nào khác hay không. Mặc dù trong mắt mọi người thì Từ Hà chính xác chỉ là một nô dịch, thế nhưng dù sao thì hắn cũng từng đọc sách, dáng vẻ hoàn toàn giống với các thư sinh. Hắn cũng thổn thức giống hệt như Phục Linh sáng nay nên cứ nói một thôi một hồi không dừng lại được, đều là tiểu nữ nhà lành, nếu như trong nhà còn có huynh đệ tỷ muội khác thì còn đỡ, chứ nếu như không có thì cha mẹ các nàng giờ cũng đến tuổi 40 rồi, sinh được một nữ nhi duy nhất mà lại mất tích, hiện giờ lão phu lão thê sống với nhau qua ngày, nếu như có chốt tiền bạc thì thôi, còn nếu không có thì đúng là cực kỳ đau khổ mua sách bán chạy nhất trực tuyến. Tần Hoan nhìn Từ Hà, trong nhà từ ngỗ tác còn có người nào nữa không? Đột nhiên Từ Hà bị hỏi nên thuận theo trả lời, đã không còn ai rồi. Trong nhà chỉ có duy nhất lão phụ thân thì đã qua đời từ 5 năm, năm trước rồi. Phụ thân ta trước kia cũng là người đọc sách, sau cũng làm tiên sinh dạy học trong thôn được vài ngày. Có điều sau này phụ thân bệnh nặng nằm mãi trên giường không dậy nổi cho nên cứ dần dần như vậy mà ra đi, cũng là tại ta vô dụng mua sách bán chạy nhất trực tuyến. Đáy mắt tần hoan hơi tối lại, chẳng trách ngươi đọc sách lại còn biết chữ, vậy sau này làm thế nào mà lại làm mỗ tác? Mua sách bán chạy nhất trực tuyến. Từ Hà thở dài nhưng trên mặt không hề có ý oán trách gì. Để chữa bệnh cho phụ thân nên phải tiêu hết sạch tiền tài trong nhà, cũng may nhờ vào một biểu thúc hỗ trợ cho nên mới lo xong được hậu sự cho phụ thân. Thế nhưng sau đó tại hạ lạ chẳng biết phải làm gì. Dù sao cũng phải có nghề để nuôi sống bản thân, nhưng Tại hạ cũng hơi mông lung, nói đọc sách mà lại không hề thông qua thư viện. Cũng vẫn là nhờ vị biểu thúc kia, ông ấy là ngỗ tác ở huyện Hy Thủy phía tây của Cẩm Châu, ông ấy nói mình không có gì để dạy cả, nên mới hỏi Tại hạ có muốn học nghề ngỗ tác hay không. Chương 172: Hai cốt sáu ngón, 2. Tại hạ nghĩ lại, bất kể làm nghề gì, có thể mưu sinh là tốt lắm rồi cho nên mới đi theo biểu thúc để học hỏi. Ban đầu tại Hạ chỉ hỗ trợ ở bên trong huyện Hy Thủy thôi, sau này huyện Thái Gia thấy tại Hạ tuổi còn trẻ lại chăm chỉ, đúng lúc nhà môn chi phủ thiếu một ngỗ tác cho nên mới để cho tại Hạ đến đây. Kỳ thật vị trí này vốn nên là của biểu thúc, có điều biểu thúc nói ông ấy già rồi, có đến đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì, cho nên mới để tại Hạ đi vừa làm vừa rèn luyện. Bởi vậy hiện tại nói trong nhà tại Hạ còn ai không thì nói là không có có điều vị biểu túc này có ân tái tạo đối với Tại Hạ, cũng coi như là thân nhân duy nhất của Tại Hạ rồi. Giọng nói từ Hà thoải mái, chẳng hề có chút tiếc nuối nào khi mình mới còn trẻ mà đã theo nghề ngỗ tác. Tần Hoan nghe xong liền suy nghĩ một chút, năm nay từ ngỗ tác bao nhiêu tuổi rồi? Từ Hà nghe vậy liền thấy hơi xấu hổ, Tại Hạ đã 23 tuổi rồi. Mới 23, tay cầm bút của Tần Hoan khẽ run lên nàng ngước mắt lên nhìn thoáng qua Từ Hà, có thể do mấy hôm nay mệt muốn chết cho nên trên mặt Từ Hà có màu xanh đen của dâu mọc lên, cộng thêm quầng thâm dưới mắt nữa khiến cho Từ Hà trông như trên dưới 30 tuổi rồi. Nhớ đến lần đầu tiên gặp Từ Hà, ấn tượng đầu tiên Tần Hoan thấy cũng nghĩ là ít nhất hắn đã 29 rồi, vậy mà hắn mới chỉ có 23. Tần Hoan thu ánh mắt lại, trong lòng hơi giờ khóc giờ cười, lập tức điều chỉnh lại giọng nói, như vậy xem ra từ ngỗ tác vẫn còn trẻ, từ ngỗ tác căn bản không phải là tiện nô, lại còn từng đọc sách, hoặc đại nhân đương nhiên là muốn trọng dụng từ ngỗ tác rồi. Đợi sau này nếu như có cơ hội thì từ ngỗ tác có thể tìm một chức vị trong tuần lý viện, theo đó tương lai có lẽ còn có thể giúp đỡ dân chúng tháo gỡ các vụ án oan. Đáy mắt từ hà sáng lên, chỉ ít hắn vẫn xuất thân từ lương dân chứ không phải tiện nô mà đại chu ngoại trừ thi khoa cử ra thì vẫn còn chế độ thanh tra, kiểm tra và chế độ quan lại thế tục truyền từ đời này sang đời khác. Chỉ cần hắn kiên định đồng ý làm, hoặc hoài tín lại cho hắn một ít cơ hội thì con đường mà Tần Hoan nói này không hẳn là không thể đi. Hắn cũng đã từng suy nghĩ qua thế nhưng trong lòng lại không nắm chắc, hiện giờ Tần Hoan nói như vậy thì hắn lại nổi lên hy vọng vô hạn. Vâng, tại hạ nghĩ đến con đường tốt nhất cũng là như vậy, đa tạ cát môn của cửu cô nương. Tần Hoan nghe thế thì bật cười, từ ngỗ tác khiêm tốn dốc lòng cầu học, cũng cần cù và thật thà, nhất định là có thể rồi. Từ Hà cúi đầu bái lại một cái thật sâu về phía Tần Hoan, trong lòng không hiểu sao lại càng tin phục Tần Hoan hơn nữa. Tần Hoan vừa cất lời vàng ngọc thì bản thân hắn liền thấy tự tin hơn không ít, bái tạ cát môn của cửu cô nương, bái tạ. Lúc chỉnh đốn xong toàn bộ xương cốt thì thời gian đã không còn sớm nữa đột nhiên hoác hoài tín mới đi rất nhanh từ hướng tiền viện vào có thể do bên ngoài không tiện nói chuyện cho nên ông ta mời yến trì và tần hoan đến một gian phòng gần nhất trì phủ đại nhân làm sao thế từ hà dè dặt hỏi hoác hoài tín hậm hực chuyện hạ độc không tra được người kê đơn thuốc đúng chính xác là tiền bách nhận đi lấy thuốc là hai tiểu nô sắc thuốc cũng là mấy người trong viện bọn họ Người có khả năng hạ độc nhấy chính là hai tiểu nô lấy thuốc kia và người sắc thuốc. Thế nhưng đã thẩm vấn cả ngày trời rồi. Thậm chí đã đánh cả đến 30 gậy mà cả bốn đều không hề mở miệng. Yến chỉ nhăn mày. Nếu như thật sự có ý muốn hại người thì cũng không thể dễ dàng nói ra thế được. Có điều mấy người này còn không biết là có động cơ gì. Hoác hoài tín cười khổ, điểm kỳ quái chính là ở chỗ này. Hôm nay thế tử điện hạ và cửu cô nương cũng đã gặp hai gia nô kia bọn họ đã hầu hạ trong viện của Tần An từ khi còn nhỏ rồi. Còn hai tiểu nô đi lấy thuốc kia cũng là được sinh ra từ trong Tần Phủ, cha mẹ cũng là người hầu của Tần Phủ, cho nên theo lý mà nói thì càng là gia đình sinh dưỡng trong Phủ thì lại càng không dám mưu hại chủ nhân. Ngay cả tiền bách nhận cũng không có lý do gì để mà hạ độc Tần An cả. Hoác hoài tín thở dài, Yến chỉ lại hơi trầm ngâm, có lẽ còn có manh mối khác chúng ta còn chưa tìm được ta có cảm giác chuyện này có liên quan đến nhị di nương. Ngày mai người của ta sẽ mang tin tức từ dương huyện về đây, đến lúc đó lại xem xem có manh mối gì không. Yến chỉ dừng một chút rồi lại hỏi Hoác Hoài Tín, Tần An thì sao? Hoác Hoài Tín cười khổ, vẫn còn đang phát điên rồi quậy phá lung tung, ban nãy còn vừa mới ho ra máu. Tần Hoan trao mày, ho ra máu chính là một chứng bệnh cực kỳ nghiêm trọng, đủ thấy độc tính đã ăn sâu vào cơ thể rồi. Có điều nàng cũng không hề có ý định đi qua đó xem Tần An mà chỉ nói, thuốc của ta ít nhất phải đợi một ngày mới có công hiệu. Hoắc Hoài Tín vội nói, chuyện đó cũng không có gì phải vội, dù sao cũng đã chờ nhiều ngày rồi, có điều vẫn luôn không có manh mối gì về người đứng đằng sau màn này, không biết sau này người đó còn gây ra thêm chuyện gì nữa hay không. Tần Hoan chỉ gật đầu mà không nói chuyện, Hoắc Hoài Tín thở dài rồi lau mồ hôi, một khi đã như vậy, tối nay thay thế hết đám người canh giữ từ hôm đầu kia đi. Thế tử Điện Hạ cũng nên về hồ phủ nghỉ ngơi thôi, đã liên tiếp hai ngày hai đêm rồi, ngay cả hạ quan cũng đã có chút không chịu đựng nổi. Chỉ cần thủ vệ trong phủ không lơ là là được, chúng ta trước mắt không cần phải vội. Tất cả nhà sai đã bận rộn suốt hai ngày hai đêm nay rồi. Mặc dù là thay đổi người luân phiên thế nhưng hoắc hoài tín và yến trì lại không hề rời khỏi tân phù mặt hoác hoài tín tràn đầy vẻ mệt mỏi lại dâu ria xồm xoàm. Yến trì mặc dù không rõ ràng như vậy thế nhưng đáy mắt cũng có vài tia máu rồi. Yến trì gật đầu, ơ hiện tại cũng nên như vậy, nhất thời không vội vàng được. Toàn bộ thi cốt đã được sắp xếp hoàn chỉnh, tất cả đều chất đống ở trong viện phía Tây. Mắt thấy màn đêm đã dần buông xuống nên hoác hoài tín và Yến trì đều rời khỏi tần phủ. Mặc dù vậy nhưng nha sai vẫn còn canh gác khắp nơi trong phủ. Tần Hoan quay trở về Đinh Lan Uyển, mới vừa ăn xong bữa tối thì Diêu Tâm Lan lại đến ngay bên ngoài cửa viện. Đã rất lâu rồi Diêu Tâm Lan không hề đến Đinh Lan Uyển, nay đột nhiên nàng đến liền khiến cho Tần Hoan có chút kinh ngạc. Diêu Tâm Lan vừa bước vào vừa cười nói, hai hôm nay trong phủ loạn quá, ta cũng không được phép ra ngoài đi bộ. Nghe nói chi phủ đại nhân và vị thế tử điện hạ kia rời đi khỏi rồi ta mới dám đi dạo giờ trời tối rồi nên chẳng còn biết đi nơi nào thành ra mới đến chỗ muội ngồi một chút. Tần Hoan đỡ Diêu Tâm Lan ngồi xuống, đại tàu nên đi lại mỗi ngày nhiều một chút, chỗ muội vẫn còn nhiều trà ướp hoa quế mới hái mấy hôm trước lắm, đại tàu thử một ly chứ. Diêu Tâm Lan vỗ vỗ bàn tay này, thế thì còn gì bằng. Mặc thư cũng nói, tiểu thư gặp được cửu tiểu thư thì tâm trạng cũng tốt lên nhiều lắm. Tần Hoan cười cười rồi đi pha trà phục linh lại kéo mặc thư ra ngoài nói chuyện đợi đến lúc tần hoan bê một ly trà quay lại thì nhìn thấy diêu tâm lan ngồi ngây người thất thần tần hoan bước lại gần rồi nói đại tẩu làm sao thế nói xong liền đặt ly trà xuống đại tẩu nếm thử xem diêu tâm lan nhận lấy ly trà không cố kỵ gì mà nhấp môi một ngụm ưm ừ. quả nhiên thơm ngọt tuy nói như vậy thế nhưng diêu tâm lan chỉ nhấm môi rồi đặt ly trà xuống tần hoan nhìn thoáng qua ly trà vẫn còn tràn đầy thì đã hiểu hóa ra diêu tâm lan đến đây là có lời muốn nói cửu muội muội nghe nói phụ thân những thi cốt đào ra từ dưới đáy giếng trong rừng trúc tím đều là có liên quan đến phụ thân ánh mắt tần hoan hơi tối lại đại ca nói thế nào nói đến đây ngay cả đáy mắt diêu tâm lan cũng tối lại đại ca muội không nói gì cả chỉ bảo ta đừng quan tâm nhiều như vậy cứ dưỡng thân thể thật tốt để sinh con thôi Tần Hoan khẽ cười, đại ca nói cũng đúng, chuyện trong phủ đại tẩu không cần phải quan tâm đến. Diêu tâm lan cười khổ, ta cũng không phải tiểu hài tử, trong phủ xảy ra chuyện thì đương nhiên ta cũng phải được biết. Cử muội muội, muội nói cho ta biết đi, mấy thi cốt hài đồng này có phải do phụ thân. Diêu tâm lan nhìn chằm chằm vào tần hoan, cho nên nàng đành gật gật đầu. Sắc mặt diêu tâm lan có vẻ phức tạp, nàng cười khổ, này đúng thật là. Ta cứ tưởng rằng gia phong tần phủ nghiêm ngặt, nhưng... Đúng là, nghĩ đến thôi đã thấy sợ hãi rồi. Đương nhiên là chuyện này đã vượt qua phạm vi tưởng tượng của Diêu Tâm Lan, cho nên nàng chẳng nghĩ ra được từ ngữ gì để miêu tả cả. Tần Hoan thở dài, nếu như chuyện này xảy ra sớm hơn thì bất luận thế nào Diêu Tâm Lan cũng sẽ không gả sang đây. Hiện giờ ván đã đóng thuyền, Diêu tâm lan có để tâm chuyện này hay không thì cũng chẳng còn cách nào khác cả. Đại tẩu chớ buồn, chuyện này. Có lẽ là sẽ có chút ảnh hưởng đến tần phủ. Thế nhưng chỉ cần đại ca còn ở đây thì chắc chắn tần phủ sẽ không ngã đổ. Chỉ hơi oan ức cho đại tẩu rồi. Đúng thật là diêu tâm lan có hơi tủi thân. Nàng lắc lắc đầu. Thật ra chuyện ta oan ức hay không cũng không tính là gì cả. Đã gả cho nhà người ta rồi thì cũng gặp phải mấy chuyện thế này thôi gia tộc hưng thịnh hay suy tàn cũng không phải phụ thuộc vào một người trong lòng ta cũng không mong được hưởng vinh hoa phú quý cùng tần phủ chỉ là chuyện cá nhân của mình đại ca muội thì tần hoan nhìn diêu tâm lan ngạc nhiên sao vậy đại ca làm sao diêu tâm lan mím môi mấy cái mới nói ra được ta cảm thấy trong lòng đại ca muội có người khác tần hoan trợn tròn mắt vẫn là vì giấc mơ hôm đó ư diêu tâm lan bình tĩnh nhìn tần hoan Tự hồ như đang đấu tranh xem có nên nói ra hay không. Mãi một lúc lâu sau Diêu Tâm Lan mới xoay người lại, đè thấp thanh âm nói: "Lần trước ta trên đường trở về đây bị ra máu, không phải do ta đi đường vất vả mà là, mà là do ta nghe thấy đại ca muội gọi tên một người trong mơ, ta cứ tích tụ mãi trong lòng cho nên mới." Trong lòng Tần Hoan nhất thời hồi hộp, gọi tên người khác. Tên là gì?" Diêu Tâm Lan cười khổ: "Ta nghe không rõ, thật đó." Nhưng muội có tin tưởng vào trực giác của nữ nhân không? Giọng nói của hắn rất ôn nhu, chưa kể tên đó chắc chắn là tên của nữ tử. Thế nhưng không phải là tên ta. Bàn tay đặt trên đầu gối của Tần Hoan hơi siết lại, nỗi hồ nghi trong lòng bắt đầu trỗi dậy. Tần Sâm nói trong nhà Diêu Tâm Lan đã có vài người bị bệnh điên cho nên nàng mới thường xuyên nằm mơ, tinh thần lại hoảng hốt không phân rõ là mơ hay là thực. Thế nhưng từ lúc chính tay nàng nhặt được miếng ngọc bội có chữ Diêu, kia thì chẳng lẽ lời Diêu Tâm Lan nói hoàn toàn là sự thật sao? Có khi, có khi là mấy lời tùy tiện vô nghĩa thôi, Đại Tẩu đừng suy nghĩ nhiều. Trong lòng Tần Hoan có chút cảm giác bất lực, càng thêm không thích lời bao biện vừa rồi của mình, nàng chỉ là không muốn khuấy đảo khúc mắc giữa phu thê người ta mà thôi. Thế nhưng tựa hồ như Diêu Tâm Lan rất tín nhiệm nàng. Nếu như Diêu Tâm Lan đã chọn nói ra tâm sự với nàng nhưng nàng lại chỉ khuyên bảo Diêu Tâm Lan đừng suy nghĩ quá nhiều, như thế có vẻ như hơi tàn nhẫn. Trong mắt Diêu Tâm Lan quả nhiên có chút thất vọng, nàng nhìn tần hoan dây lát rồi thở dài, thôi, suy cho cùng thì tuổi tác cửu muội muội vẫn còn nhỏ, không biết giữa hai người sau khi yêu đương sẽ có cảm giác gì. Cũng có thể là do ta đa nghi, thế nhưng có rất nhiều chuyện đều đã nói xong, diêu tâm lan lại hỏi ngược lại tần hoan cửu muội muội vậy ta hỏi muội muội muốn tìm vị hôn phu như thế nào tần hoan hơi giật mình cái này muội vẫn chưa nghĩ đến diêu tâm lan cười khổ rồi cúi đầu thở dài trước đây đã từng có rất nhiều thanh niên tài năng với tuấn tú đến cửa cầu hôn ta thế nhưng ta đều không đồng ý chỉ đơn giản là do ta cảm thấy bọn họ đều không phải là người trung tình thế nhưng khi đại ca muội đến cầu hôn đã từng nói hắn tuyệt đối không nạp thiếp cả đời này trong lòng sẽ chỉ có một mình ta vốn rằng lúc đó ta không tin thế nhưng hắn nói từ nhỏ đã nhìn thấy mẫu thân mình bị phụ thân lạnh nhạt mà phụ thân lại suốt ngày tầm hoa vấn liễu ban đầu là ông ấy chỉ nuôi dưỡng hồng nhan chi kỳ ở ngoại trạch thôi nhưng sau này lại ngang nhiên đón vào trong phủ sau đó nữa là bắt đầu nạp thiếp hết người này đến người khác hắn nói hắn chịu đủ rồi về sau tuyệt đối sẽ không giống như phụ thân mình, cho nên trong lòng ta lúc đó rất cảm động rồi mới tin tưởng hắn. Hiện tại đại tàu lại không tin đại ca nữa sao? Tần hoan hỏi dò, trong mắt diêu tâm lan lại nổi lên ánh nước, trước kia thì tin còn giờ thì không, ta. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 173, hài cốt 6 món, 3. Diêu tâm lan lập tức trở nên nghẹn ngào, Tần Hoan tựa như bị cái gì đó đánh trúng nên cũng cảm thấy đau xé lòng. Diêu Tâm Lan sinh ra tại thư hương thế gia, tâm tính lương thiện, dáng vẻ cũng cứ như búp bê sứ, thế nhưng hiện tại đáy mắt nàng tràn đầy đau khổ, nước mắt cứ trực chờ để chảy ra ngoài, đong đầy trong hốc mắt. Đột nhiên Tần Hoan cảm thấy được có lẽ Tần Sâm đã thay lòng đổi dạ giống như lời Diêu Tâm Lan nói, thế nhưng người Tần Sâm thích là ai chứ? Diêu Tâm Lan là người tốt như vậy mà hắn lại gây cho nàng quá nhiều đau khổ. "Thôi", Diêu Tâm Lan cụp mắt xuống, "Ta yêu hắn nên đương nhiên sẽ tin hắn, chỉ cần hắn đối xử tốt với ta thì ta lại càng tin hắn. Mặc dù sau này ta không còn tin nữa nhưng chỉ cần hắn lại đối xử tốt, dỗ dành ta sủng ta thì có khi ta lại tin hắn." Tần Hoan nghe thấy thế thì sống lưng cũng buốt lạnh từng cơn, trong lòng cũng thấy thương xót Diêu Tâm Lan nhiều hơn. Diều tâm lan lau khóe mắt một cái rồi ngước lên nhìn tần hoan, có phải ta cực kỳ không có khí phách? Trước kia ta cũng là một người cao ngạo, vậy mà bây giờ lại trở nên như vậy. Nhưng, nhưng suy cho cùng thì trong lòng vướng mắc điều gì thì thường sẽ bị đâm vào đúng chỗ đó. Cử muội muội nguyện cho muội sau này đừng bị giống như ta. Rốt cuộc thì nước mắt cũng lăn dài trên má diêu tâm lan, tần hoan thấy thế cổ họng cũng khô khốc, thật sự không biết phải nói cái gì mà diêu tâm lan thống khổ nhìn nàng, giống hệt như một người đang trôi lênh đênh trên biển sắp chết đuối. diêu tâm lan tuyệt vọng nhìn tần hoan, ngóng trông tần hoan có thể cho mình một sợi dây hay một mái chèo lôi nàng lên bờ. Thế nhưng hai tay tần hoan lại trốn trơn, cái gì cũng không có, vì thể chỉ có thể nhìn diêu tâm lan bất lực vùng vẫy giữa biển sâu, rơi xuống rồi cuối cùng bị chìm ngập trong nước. Có thể do mệt mỏi mấy ngày liên tiếp, Tâm trạng Tần Hoan vốn đã u ám sẵn rồi, lại có thể là do vụ án này khiến cho người ta bi thương, cũng có thể là Diêu Tâm Lan lần nào cũng dùng nước mắt rửa mặt khiến cho nàng phải thương tiếc. Hiện tại trong lòng Tần Hoan cũng ướt sũng, vừa chua xót vừa bi thương. Nữ tử rơi vào bể tình thì sẽ thống khổ như vậy sao? Tần Hoan còn chưa trải qua chuyện tình nào, nhưng hiện tại đột nhiên nàng lại thấy nghi ngờ sâu sắc đối với mấy chuyện tình được ca ngợi trong thi từ ca phú đại tẩu hiện tại tẩu muốn làm gì muốn muội làm điều gì cho tẩu không đột nhiên tần hoan lên tiếng nàng không muốn bị cuốn vào vũng nước đục tần phủ chỉ muốn là một vị đại phu có thể chữa khỏi đau ốm thương tổn trên cơ thể diêu tâm lan còn những đau khổ trong lòng diêu tâm lan thì nàng không có cách nào chữa được thế nhưng giờ phút này rốt cuộc nàng cũng phải mềm lòng không thể nào giữ vững lý trí mà đứng ngoài cuộc không khuyên nhủ được nữa nàng đã hạ quyết tâm nếu như diêu tâm lan muốn nàng hỗ trợ giúp đỡ gì thì chắc chắn nàng sẽ giúp tần hoan vừa hỏi xong ngược lại diêu tâm lan chợt ngần người làm gì à ta không biết có thể làm cái gì tần hoan đành phải nhẫn tâm nếu như đại tàu đã hoài nghi đại ca nếu như không còn tin tưởng đại ca nữa thì phải đi điều tra đi thăm dò xem xem rốt cuộc đại ca có thích người khác hay không nếu như thật sự có thì phải xem xem người đó là ai Tần Hoan nói xong thì đột nhiên thấy tâm tình thoải mái hẳn ra nên nàng tiếp tục nói. Một khi đại tàu đã nghi ngờ rồi mà cứ giữ mãi bi thương trong lòng mình thì có tác dụng gì? Đại tàu là chính thất của đại ca nên sẽ có quyền hạn nhất định để tìm ra người kia, sau đó hoặc là để cho đại ca thu vào, hoặc là tống luôn ra khỏi phủ để đôi bên không còn gặp lại nhau nữa. Thay vì cứ hoài nghi không xác định được thì chi bằng cứ làm việc lưu loát một chút hoặc là nếu như đại tàu đã cảm thấy đau lòng cùng cực rồi thì vẫn còn có thể hòa ly. Đương nhiên đây vẫn là quyết định tồi tệ nhất, có lẽ đại ca cũng không đồng ý. Cuối cùng Tần Hoan đã tìm về được lý trí của mình, mà nàng luôn không thích rong dài dây dưa cho nên mới vẽ ra ba con đường cho Diêu Tâm Lan lựa chọn. Nàng vốn tưởng rằng Diêu Tâm Lan sẽ phải suy nghĩ mất một thời gian, thế nhưng Diêu Tâm Lan lại cục mắt xuống, ta đương nhiên sẽ không để cho hắn thu vào. Tần Hoan cũng nghĩ đến khả năng này nên hoàn toàn không bất ngờ, vậy thì tống người đó ra ngoài. Diêu Tâm lan lại lắc đầu, như vậy, như vậy hắn sẽ hận ta, cũng sẽ không tốt với ta như hiện tại nữa, mà ta, ta đang có hài tử của hắn, cũng chưa bao giờ nghĩ đến Hỏa Ly, rời xa hắn ta cũng không thể sống dễ chịu. Tần Hoan cạn lời, nàng tự nhận bản thân mình là người thông minh. Thế nhưng nhìn thấy diêu tâm lan như vậy lại không biết rốt cuộc là nàng ta muốn thế nào. Mặc dù tần hoan muốn giúp nàng ta thế nhưng nàng ta cũng cần phải biết rõ được bản thân mình muốn gì mới được. Cửu muội muội đa tả cửu muội muội chỉ là... Diêu tâm lan nghẹn ngào nói không thành câu. Đột nhiên tần hoan hiểu được là do diêu tâm lan kiên kỵ quá nhiều thứ. Đối với diêu tâm lan thì tần sâm cực kỳ quan trọng, không dễ gì làm tổn hại hay rời xa được cho nên nàng ta chỉ có thể do dự không dám tiến lên nàng ta tìm đến tần hoan không phải là vì muốn tần hoan làm chuyện gì cho mình mà chỉ muốn có người nghe mình kể ra những buồn đau khổ sở trong lòng thôi không biết mùi vị tình ái là gì càng không hiểu tâm tư của diêu tâm lan thế nhưng tần hoan vẫn có thể nhìn ra được suy nghĩ của diêu tâm lan tần hoan thở dài Diêu tâm lan cứ như một con búp bê sứ mong manh dễ vỡ cho nên tâm tính cũng không đủ kiên cường lẫn dẻo dai. Tần Hoan không đành lòng nói nàng ta yếu đuối mà chỉ cực kỳ lo lắng cho nàng. Nếu như so sánh tình cảm của nàng với tần sâm như một món đồ sứ xinh đẹp thì rõ ràng bên trong đã sinh ra vết dạn nứt rồi. Vậy mà Diêu Tâm Lan vẫn còn tự lừa mình dối người như vậy, còn nghĩ đồ sứ đó như một món bảo bối mà ôm trong lòng. Tần Hoan chỉ sợ đến một ngày nào đó đồ sứ vỡ nát rồi sẽ khiến cho lồng ngực diêu tâm lan máu chảy đầm đìa. Muội biết, vốn dĩ đại tẩu cũng không có lựa chọn, nếu như cảm thấy phiền muộn thì cứ tới tìm muội tâm sự là được. Có điều đại tẩu phải biết tự yêu thương mình, cho dù có yêu đại ca đến đâu thì cũng phải tính toán cho riêng mình nhiều một chút. Diêu tâm lan khóc thút thít rồi lau lau nước mắt, khóe môi lại khẽ cười, đa tả cửu muội muội ở trong phủ này duy nhất chỉ có mình muội là còn thật lòng suy nghĩ cho ta. Đáy lòng Tần Hoan thoáng lạnh, vậy còn Tần Sâm kia thì sao? Mặc dù trong lòng mình nghĩ như vậy, thế nhưng Tần Hoan cũng không nói ra, nghĩ đến bản thân mình còn có hai cuốn tạp ký nên đi tìm rồi chạy đến chỗ Diêu Tâm Lan. Đây là viết về cảnh sông núi khắp Đại Chu, còn có rất nhiều phong tục tập quán liên quan đến dạy dỗ hài tử, cực kỳ thú vị, đại tẩu có thể thử đọc xem có điều mỗi ngày đừng đọc quá nhiều lúc nào đọc thì cũng phải châm đèn sáng lên một chút đừng để tổn thương đến mắt diêu tâm lan đối với sách các loại đều không hề hứng thú nhưng khi thấy tần hoan thật sự quan tâm lo lắng cho mình như vậy thì đành cố gắng vui vẻ tiếp nhận cũng cam đoan nói được ta chắc chắn sẽ đọc ta chưa được đi đâu nhiều cho nên đọc cái này là đúng lúc phù hợp nói thêm vài câu nữa thì thời giờ đã không còn sớm nên diêu tâm lan chủ động ra về Tần Hoan tiễn chủ tớ các nàng đến cửa viện, đến khi bóng lưng của Diêu Tâm Lan và Mặc Thư đi khuất hẳn rồi mới quay người đi vào trong. Phục Linh hơi thương xót, khóe mắt thiếu phu nhân lại ửng đỏ, không biết có phải lại cãi nhau với đại thiếu gia rồi không? Tần Hoan lắc đầu, hôm nay ngược lại lại không gây gổ gì, chẳng qua là thuốc của ta có thể chữa trị được vết thương do ốm đau thương tổn trên người đại tàu mà lại không chữa được vết thương lòng đại tẩu đến chỗ ta chỉ để tìm chút an ủi mà thôi. Giọng nói Phục Linh cũng trầm xuống, nhìn thấy vậy cũng khiến người ta đau lòng. Tần Hoan thở dài, nàng dừng chân lại ngoài sân để nhìn lên trời, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy mấy ngôi sao thế nhưng nhìn qua nhìn lại hóa ra tối hôm nay không chăng cũng chẳng sao, trên trời đều là mây mù, cũng giống như nước mắt của Diêu Tâm Lan, khiến cho lòng người vừa cảm thấy áp lực mà vừa chịu nặng, phải đúng là rất khiến người ta đau lòng. Một chữ, tình, đúng thật sự là rất đả thương người. Tần Hoan nói xong lại cúi đầu xuống rồi thở ra thật mạnh, có vẻ như muốn dùng hơi thở này để cuốn hết những ưu tư trong lòng ra ngoài. Một lát sau nàng mới nhún vai, thói đời vốn là rất hà khắc với nữ nhân, nếu như đã chìm đắm vào trong tình yêu thì chắc chắn không thể tự thoát khỏi được. Đây đúng thật là, kẻ may mắn thì được gả cho người lương thiện, còn kẻ bất hạnh thì đại khái chỉ có thể từng chút từng chút lạnh tim lạnh phổi trong chốn nhà cao cửa rộng mà thôi. Phục Linh cũng thở dài, nói như vậy thì nô tỳ cũng không muốn gả cho người ta. Tần Hoan quay lại nhìn Phục Linh, hả? Phục Linh nhà chúng ta muốn gả chồng rồi. Phục Linh sửng sốt, trên mặt nhất thời đỏ bừng, nàng vội vàng lắc đầu nói, không phải không phải, nô tỳ nói chính là tiểu thư thôi căn bản nô tỳ vẫn hy vọng tiểu thư sớm xuất giá, thế nhưng hiện tại lại lo lắng, sợ tiểu thư lại giống như thiếu phu nhân. Tần Hoan vỗ vỗ mờ u bàn tay phục linh, sau đó lại thở dài, không sao đâu, chưa nói đến chuyện ta chưa muốn xuất giá, mà kể cả xuất giá thì ta cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Phục linh trợn tròn mắt, tiểu thư muốn suy nghĩ cái gì rồi? Tần Hoan khẽ cười, suy nghĩ, làm thế nào để bản thân mình đừng thương tâm quá mức như đại tàu. Đáy mắt Phục Linh sáng lên, hả? Tiểu thư có biện pháp gì à? Tần Hoan chớp mắt mấy cái, chờ bao giờ Phục Linh nhà ta có ý trung nhân thì ta mới nói, còn bây giờ thì bí mật, không nói cho em biết. Hai gò má Phục Linh lại bắt đầu ửng hồng lên, nàng vừa oán trách vừa thúc giục Tần Hoan đi ngủ. Tần Hoan bị thái độ thẹn thùng của Phục Linh chọc cho cười nên không nhiều lời nữa mà chỉ nằm xuống sau đó ngủ luôn. Cả một đêm không mộng mị gì, đến sáng sớm hôm sau Tần Hoan vẫn theo lẽ thường thức dậy rồi đi dạo thong thả trong viện một lúc. Đến lúc nàng dùng điểm tâm xong thì tin tức Yến chỉ mang về từ Dương huyện cũng được đưa vào trong phủ Lúc Tần Hoan đi đến Tây Hậu viện thì Hoác Hoài Tín và Từ Hà cũng đang ở đó. Yến chỉ vừa nhìn thấy nàng thì nói luôn dương huyện đưa tin đến rồi hồ sơ về vụ án này năm đó ngươi có thể cùng đến đây xem tần hoan nhún người rồi bước lên phía trước yến chỉ đưa hồ sơ cho nàng ngoại trừ hồ sơ thì bọn họ còn đi dò la những nhà xung quanh để tìm bằng chứng tất cả đều nằm ở trong này yến chỉ lại lấy ra một sấp giấy nữa bên trên đều là bản tường trình của dân chúng trong dương huyện tần hoan gật gật đầu hoắc hoài tín bên cạnh cũng cầm sấp giấy lên nhìn mới nhìn được vài tờ thì đột nhiên hoác hoài tín cũng trao mày. Ồ, nhà này sao lại vẫn còn con nữ nhi bị mất tích? Lông mày tần hoan nhất thời nhăn lại, Yến Trì cũng nhìn sang tờ giấy mà hoác hoài tín vẫn cầm trên tay. Hoác hoài tín đưa cho Yến Trì, thế tử điện hạ nhìn xem là mấy lão nhân ở xung quanh nói năm đó mất tích cùng với phu nhân có một nữ nhi nhỏ nữa. Lúc ấy mọi người còn truyền tay nhau rằng phu nhân nhà đó dẫn hài từ rời đi. Nếu như phu thê bất hòa thì cũng thật sự có trường hợp phu nhân dẫn hài tử đi, thế nhưng phu quân đã đi báo quan thì chắc chắn không thể là bất hòa được. Trên hồ sơ này ghi chép cực kỳ đơn giản, chỉ ghi là một nữ tử 22 tuổi mất tích, có lẽ đó chính là nhị di nương, thế nhưng không hề nhắc đến chuyện trong nhà còn có một nữ nhi mất tích nữa. Tần Hoan Quơ Quơ tập hồ sơ, giọng nói cũng ngay lập tức trầm xuống. Từ lúc đó đến cuối năm có lẽ do là trong nha môn quá mức bận rộn, mà mấy chuyện mất tích lạc đường này lại không được coi trọng lắm, mấy quan phủ địa phương hoặc là không làm, hoặc là do nhân thủ không đủ, chỉ cần không gây ra mạng người thì bọn họ chắc là sẽ không phái người đi điều tra. Hoắc Hoài Tín đứng bên cạnh nghe xong nét mặt cũng không được tự nhiên, cửu cô nương nói đúng lắm, đúng là có tình huống như vậy, cho nên mấy năm nay hạ quan làm chi phủ mỗi lần đến Tết đều phải đi dạo quanh mấy huyện nha, tránh cho bọn họ không quan tâm gì đến dân chúng. Tần Hoan cũng không ngờ đến mấy chuyện này. Năm đó nàng đi theo phụ thân đến phương Bắc, dọc đường chứng kiến rất nhiều nha môn ở những nơi xa xôi hẻo lánh, cho nên nàng mới biết nhiều thôi. Nàng không nói tiếp nữa mà ánh mắt chỉ tập trung vào sấp giấy trên tay Yến Chỉ. Yến Chỉ vốn đang đọc chăm chú, đột nhiên hắn trao mày. ở đây nói nữ nhi nhà hắn năm đó mới chỉ tám. 9 tuổi. Thái Dương Tần Hoan giật giật, yến chỉ lại rất nhanh đọc thêm mấy tờ giấy khác, so sánh với quan phủ làm việc cho có thì mấy lời nói vô tư của dân chúng bình thường lại có nhiều manh mối lớn hơn. Hoắc Hoài Tín cũng vội vàng nhìn sang một tờ khác, Tần Hoan thấy thế liền buông hồ sơ xuống rồi cầm mấy tờ giấy đó lên, cả ba người cùng đọc nhanh như gió nội dung bên trên rồi Tần Hoan lên tiếng, chỗ này cũng có nhắc đến gia đình nhà đó, còn có trận lửa lớn năm đó nữa ở đây giọng nói yến trì trở nên chắc chắn có người nói tiểu nữ nhi đi lạc nhà hắn ta là một người có phước bởi vì từ nhỏ đã có sáu món tay rồi sáu món tay ta nhớ là hôm trước ngay từ đầu đã đào ra một bộ thi cốt có một bộ hài cốt bẩm sinh có sáu món tay tần hoan tiếp lời cực nhanh rồi sau đó lông mày nàng nhíu chặt lại cho nên cả hai mẹ con nhị di nương cuối cùng đều đã vào tân phù Nhị Di Nương biết nữ nhi của chính mình bị, cho nên mới nhảy xuống giếng. chương 174, hung thủ là nữ, một. Khi mọi người nói chuyện thì Từ Hà đã đi đến nhà kho bên cạnh, chẳng bao lâu sau hắn mang một bao hài cốt ra rồi nói, Thế tử Điện Hạ, Đại Nhân, Cửu Cô Nương, đây là bộ hài cốt sáu ngón tay kia. Từ Hà lên tiếng, bộ hài cốt này Cửu Cô Nương đã kiểm tra qua, thời điểm tử vong đúng là 8, 9 tuổi tần hoan tiếp tục cầm tờ giấy khác lên đọc sau đó trầm giọng nói chẳng lẽ trong nhà bọn họ đã thất lạc mất hai người đảo điên một hồi lại đều bị đưa đến tần phủ rốt cuộc là năm đó đã xảy ra chuyện gì những lời kể trên giấy đại khái là đều na ná nhau tần hoan mở một tờ ra đọc xong rồi nói năm đó trong gia đình nhà này vẫn còn một đại nữ nhi nữa đáng tiếc cũng đã chết trong trận lửa lớn kia hung thủ đang lẩn trốn trong phủ kia có quan hệ với ai trong số họ chứ? 13 bộ hài cốt, mỗi một người chết đều có khả năng sẽ có thân nhân đến hỗ trợ báo thù. Thế nhưng danh tính lẫn thân phận của cả 13 người này đều không biết, căn bản đều không thể tra ra được, trừ phi Tần An có thể nói ra chi tiết về từng người năm đó. Mọi người đều lâm vào trầm tư, từ hà thở dài, mấy hài tử này năm đó nếu như không chết thì hiện tại cũng 18 tuổi rồi. Yến chỉ nhìn về phía Bạch Phong đứng chờ ở bên ngoài, đến tiền viện xem thử, xem Tần An có thể nói gì được chưa. Bạch Phong tuân mệnh rời đi, Yến chỉ lại nói tiếp, ngày trước cửu cô nương đã từng nói qua, nói hung thủ phải là một nam tử có sức lực rất lớn. Mà khối chấn yêu thạch đó nữ tử căn bản là không di chuyển được Nhưng điều tra bên trong tần phủ cũng không có ai khỏe như vậy Tần hoan nheo mắt nếu điều tra theo hướng này không tìm ra chốt manh mối nào vậy thì thử xem phương hướng khác thôi hoác hoài tín thả mấy tờ giấy trên tay xuống vẫn phải chờ tần an mở miệng chuyện năm đó người biết rõ ràng nhất chính là ông ta hiện tại nếu như ông ta vẫn không lên tiếng thì không chừng hung thủ kia vẫn còn sẽ hại người thêm nữa lát nữa ta và hoác đại nhân lại đi tiền viện một chuyến yến nên nói xong thì nhíu mày những người này mất tích đã lâu lắm rồi Trừ phi ở những châu huyện xung quanh thời điểm 10 năm trước có ghi chép về những vụ án mất tích của hài tử lứa tuổi tương tự, chứ không thì không còn cách nào xác định được thân phận. Đáng tiếc phải đợi mấy ngày nữa mới có tin tức, chúng ta lại không biết bước tiếp theo hung thủ trong phủ muốn làm cái gì. Tần Hoan tiếp lời, hoác Hoài Tín nghe thấy thế cũng vội hỏi, "Cửu cô nương yên tâm, hiện tại trong ngoài Tần phủ đều có thủ vệ, hung thủ trốn không thoát được đâu." Ngay cả trong phủ thì hung thủ cũng không thể làm càn được. Thời gian mấy ngày này chúng ta nên nhẫn nại chờ đợi là được. Tần Hoan gật đầu, có đại nhân an bài nhân thủ đương nhiên là chu đáo rồi. Nàng vừa dứt lời thì Bạch Phong đã quay về. Chủ tử, người hầu ở ngoài viện nói Tần An uống thuốc của cửu cô nương xong thì hôm nay đã không còn triệu chứng cáu kỉnh nữa. Mặc dù hiện tại nói chuyện không lưu loát thế nhưng đã có thể lên tiếng được rồi. Đáy mắt Yến chỉ hơi sáng lên, một khi đã như vậy, chúng ta liền qua đó xem thử. Hoác hoài tín vội vàng tuân mệnh, vừa dặn từ Hà Thu dọn hài cốt lại vừa đi ra ngoài cùng với Yến Trì. Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi cũng đi theo, Yến Trì thấy thế lại nói, đã mệt mỏi mấy ngày nay rồi, hôm nay ngươi không cần đi theo nữa, quay về nghỉ ngơi đi. Tần Hoan bật cười, nếu đã kê đơn thuốc thì cũng cũng phải xác định xem thuốc của ta có thể giúp ông ta kéo dài mạng sống hay không. Nàng đã nói như vậy thì Yến Trì cũng không còn lời nào nữa. Hiện tại bọn họ đúng thật là cần có Tần Hoan đến giữ lại tính mạng cho Tần An. Mấy người cùng nhau lên đường đi đến tiền viện, bắt đầu từ sau trận mưa thu hai ngày trước thì thời tiết càng ngày càng lạnh, cảnh vật tần phủ trước giờ gần như tương tự nhau thì lần này trở nên hỗn loạn. Toàn bộ hạ nhân không được tự tiện đi lại, cho nên hoa và cây cảnh không có người nào đến chăm sóc, mới chỉ có bảy, 8 ngày trôi qua thôi mà mấy vườn hoa ở xung quanh hai bên lối đi đã mọc lên rất nhiều cỏ dại, lại cộng thêm những khóm hoa heo rũ tan tác không người tu bổ cho nên hiện tại nhìn tần phù có cảm giác rất hưu quanh. Vừa đến tiền viện thì tề bổ đầu đã tiến lên chào đón, thi lễ xong thì dẫn mấy người yến trì vào trong sân, điện hạ và đại nhân yên tâm, trong ngoài đều có thủ về. Còn ở bên cạnh ông ta vẫn là hai gia nô trước đây của tần phù vừa vào trong viện thì quả nhiên nhìn thấy hai nha sai canh giữ ở trước cửa chính nghe được động tĩnh thì hai gia nô cũng ở trong nhà đi ra ngoài yến chỉ khoát tay áo miễn cho bọn họ hành lễ rồi nhanh chóng đi vào trong phòng hôm nay tần an thế nào rồi một gia nô rụt cổ lại cẩn thận dè dặt lên tiếng thỉnh thoảng lão gia có thể nói mấy chữ yến chỉ không hỏi lại nhiều hắn lập tức bước vào trong phòng trong vừa vào đến nơi thì mùi thuốc nồng nặc bay vào mũi mọi người yến chỉ nheo mắt nhìn vào bên trong hôm qua tần an phát điên cho nên sau đó đã bị trói chặt còn hôm nay lại ngoan ngoãn nằm yên trên giường tay chân không còn bị kiềm chế nữa trên người cũng đắp một cái chăn mòng ông ta khép hờ hờ mắt bởi vì đau đớn cho nên mới khẽ rên hừ hừ có thể là do nghe được tiếng bước chân cho nên ông ta mới mở mắt ra nhìn thấy mấy người yến trì nối đuôi nhau bước vào thì ánh mắt đờ đẫn của ông mới hơi động đậy. Thế nhưng có vẻ như ông ta cũng không nhận ra yến trì là ai, chỉ vươn bàn tay từ trong chân ra ngoài, định gãi gãi vào những vết luet ở trên mặt. Lão ra, không được. Thấy ông ta muốn gãi mặt, một lão nô lập tức tiến lên hai bước rồi ấn bàn tay ông ta lại. Tần an nhăn nhó, trong con người mờ đục hiện lên một tia đau khổ, khóe môi lại giật giật với vẻ hoảng hốt giọng nói khàn đặc, đau. Ngứa, ngứa, gãi, để cho ta gãi đi. Lão nô thở dài, không thể gãi được lão ra, gãi nhiều thì vết thương không lành được. Trên mặt tần an, ngay chỗ khóe miệng cũng đã xuất hiện một mảng lớn lở loét, thậm chí những vết lở đỏ tím cũng có vẻ như đã lan rộng xuống tận dưới cổ. Chăn gấm chỉ che hờ hững trên người, dưới gáy ông ta cũng có từng mảng lở loét đã bị ông ta gãi rách ra nên còn đang chảy mù còn trên mu bàn tay vết luet hoa liễu đã tràn lên khắp lên khắp cả ngón tay, nhìn cực kỳ hung tợn đáng sợ. Hoác hoài tín tiến lên trước, tần huynh, hiện tại huynh khó chịu lắm à? Đôi mắt mờ đục của tần an ánh lên như có mấy ánh sao sáng nhàn nhạt, nhạt, giống như nhận ra người đến là hoác hoài tín. Ông ta nhìn chầm chầm vào hoác hoài tín, khóe môi run rẩy, khó chịu. Khó, khó chịu. Hoác hoài tín thở dài, tần huynh à, Huynh có biết mình bị người ta hạ độc không? Giọng nói hoác hoài tín rất lớn, giống như đang nói chuyện với kẻ điếc. Tần An vừa nghe thấy thế đờ ra dây lát rồi mới phản ứng kịp, sau đó đáy mắt có chút hoảng sợ, ông ta giơ tay lên rồi cố sức nặn ra mấy từ, hạ. Độc, hoác hoài tín gật đầu, phải, có người muốn hại huynh, muốn tính mạng của huynh. Lông mày Tần An càng nhíu chặt lại, vẻ hoảng sợ tràn khắp gương mặt. Ông ta ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt lại đảo khắp nơi có vẻ như muốn tìm kiếm xem người hạ độc là ai. Hoác hoài tín vỗ vỗ lên vai ông ta, tần huynh, huynh không cần lo lắng, bọn ta cũng đang đi tìm người đó. Huynh yên tâm đi, cả trong lẫn ngoài viện này ta đều đã phái người đến bảo hộ rồi. Sắc mặt tràn đầy hoảng sợ của tần an giờ mới bình ổn lại, hoác hoài tín cũng buông lòng bàn tay, có điều tần huynh à, bọn ta đã tìm mấy ngày nay mà vẫn chưa tìm ra. Mặc dù vẫn chưa biết người đó là ai thế nhưng bọn ta đã biết được mục đích của người đó rồi. Trong mắt Tần An thoáng nghi hoặc rồi nhìn chằm chằm vào Hoác Hoài Tín, đột nhiên Hoác Hoài Tín lạnh giọng Tần Huynh à, thân nhân của mấy tiểu hài tử năm đó đã đến đây rồi, bọn họ muốn đến lấy tính mạng của Huynh. Huynh trà đạp hài tử nhà người ta, trong lòng bọn họ đương nhiên còn có ý định lóc từng miếng thịt của Huynh rồi. Nhìn mấy vết lở loét trên thân Huynh đây này, người ta chính là muốn huynh cứ thế mà chết dần chết mòn. Tần An rên hừ hừ trong cổ họng, đôi mắt trừng lớn như đang nghĩ đến cái gì đó khiến cho đáy mắt tràn đầy sợ hãi. Bàn tay hơi nâng lên kia cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, thế nhưng ông ta lại định tung lấy vạt áo của Hoác Hoài Tín. Hoác Hoài Tín thấy thể liền giật mình rồi lui về phía sau một bước. Hoác Hoài Tín hơi hất hàm, Tần Huynh, không phải ta không muốn cứu không muốn giúp Huynh, do bọn ta không biết được đầu đuôi chuyện năm đó ra sao nếu huynh có thể nói cho bọn ta biết mấy tiểu hài tử đó đến từ đâu thì có lẽ bọn ta còn có thể sớm tìm ra hung thủ đứng đằng sau màn này đợi đến lúc cha ra được hung thủ rồi thì mới có thể đảm bảo chắc chắn được an toàn cho huynh nếu không thì mặc dù bọn ta có phòng bị thế nào thì huynh cũng vẫn sẽ có khả năng bị độc chết thôi suy cho cùng thì hung thủ cũng đã trở thành người trong tần phủ nhà huynh rồi có thể là nha hoàn mà cũng có thể là gia nô. Bọn ta không thể biết hết được. Hoác hoài tín vừa niềm nở vừa đe dọa, khiến cho Tần An sợ đến mức cả người run rẩy hẳn lên. Tần An vẫn đang mở to con ngươi, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên gì. Yến Trì và Tần Hoan đứng ở chỗ hơi xa một chút nhìn qua, rất nhanh sau đó Tần An nhìn về phía hoác hoài tín với vẻ cầu xin. Buôn lậu, buôn lậu, buôn người. Tần An cực kỳ găng sức thì mới nói ra được mấy chữ, nhưng Hoác Hoài Tín lại nghe hiểu được, ông trao mày, không hoàn toàn tin tưởng Tần An lắm. Chỉ là buôn người thôi à, làm sao huynh quen biết được hắn, bắt từ đâu đến bán. Ít hầu Tần An giống như bị cái gì đó chặn lại, há to miệng nhưng nhất thời lại nói không ra lời. Lão bộc kia thấy vật thì bước lên vuốt vuốt ngực Tần An giúp ông ta thuận khí. Cứ như vậy một lúc sau thì Tần An mới nói tiếp được, ta. Ta lấy danh nghĩa mua nữ nô, mua về hai đứa, về sau sợ, sợ người nhà bọn nó tìm đến, cho nên mới liên lạc với bọn buôn người. Với danh nghĩa là gia chủ của nhà đại phố quý như Tần An thì mua nữ nô cũng là chuyện bình thường, thế nhưng nữ nô trên thị trường đa phần là bị chính cha mẹ mình bán đi. Cho dù vào tần phủ làm gia nô thì cũng sẽ khó tránh khỏi người nhà biết đến sự tồn tại của bọn họ nên mới tìm đến cửa. Như vậy thì cái đam mê biến thái khiến người người khinh ghét của ông ta cũng sẽ bị người ta moi ra được. So với đường đường chính chính đi mua nữ nô thì còn không bằng đi tìm đám buôn người mà mua mấy người không nhà cửa không gốc gác, sau khi vào đến Tần phủ rồi thì tùy ý ông ta an bài. Hoắc Hoài Tín chỉ nghe mấy câu thế thôi cũng đã hiểu được ý của Tần An, quay đầu lại nhìn Yến Trì và Tần Hoan, cố gắng ưỡn thẳng lưng mà đứng. Ông đã chìm nổi trong quan trường nhiều năm, cho nên đương nhiên biết được trong gia đình quý tộc luôn luôn có những người có đam mê ám muội xấu xa, mà trước đây ông từng giao hảo với Tần An cho nên hiện tại ông rất sợ Yến Trì sẽ nghĩ ông thông đồng làm bậy với Tần An. Giọng nói hoác hoài tín nghiêm trang, tên buôn người đó tên là gì? Hiện tại đang ở đâu? Chủ, chủ, tiệm, cầm, đồ, khánh, nguyên. Tần An chậm chạp gan từng chữ, sắc mặt hoác hoài tín cũng trở nên nghiêm trang vừa quay đầu thì thấy Yến Trì và Tần Hoan đều đang nghi hoặc liền nói, Điện Hạ, tiệm cầm đồ Khánh Nguyên kia là một trong những tiệm cầm đồ lớn nhất cầm châu Phu. Nghe nói cửa hàng đã phát triển đến tận Kinh Thành, ngoài mặt bọn họ là tiệm cầm đồ thế nhưng phía sau lại ngấm ngầm giao dịch mấy chuyện này với các quan lại quyền quý. Chốt nữa hạ quan sẽ phái người đến dẫn bọn họ về điều tra. Tần Hoan nhăn mày, Yến Trì cũng không ngoài ý muốn. Gia đình thi thư lễ nghi, mặc kệ là vì thanh danh hay vì tiền đồ thì cũng chẳng có ai mang những bê bối này phơi ra ngoài sáng cả ở trên phố luôn luôn có người đặc biệt cung cấp đủ loại lạc thú cho đám quý nhân này ở cẩm châu thì như thế còn là ít còn ở kinh thành có rất nhiều người ở ngoài sáng thì làm ăn buôn bán bình thường thế nhưng trong tối lại âm thầm làm ra những chuyện thương thiên hại lý này yến chỉ lên tiếng ừ chuyện này để lát nữa bàn sau tiếp tục hỏi đi Hoác hoài tín gật đầu quyết liệt, sau đó xoay người lại nhìn Tần An, những hài tử này năm ngoái đều là tự tay huynh giết chết. Đôi mắt Tần An co rút, khóe môi ông hơi nhếch lên, hơi thở nhất thời trở nên bất ổn. Có thể nhìn ra được là nội tâm ông ta đang vùng vẫy, có nên nói ra hay không, phải nói ra như thế nào, chuyện này có liên quan đến hơn 10 mạng người. Phải, ta hạ lệnh, lưu xuân, chút thuốc. Chương 175, hung thủ là nữ hai lưu xuân đáy mắt yến chỉ lập tức trở nên lạnh lẽo lưu xuân cũng là một kẻ đáng chết tần an nói mấy lời này xong thì hốc mắt không hiểu sao lại ẩm ướt tựa hồ như ông ta cũng biết kết cục của mình nhưng hiện tại ông ta đang bị nỗi đau thể xác dày vò không hạ được quyết tâm đi tìm chết thì chỉ có thể tranh thủ chốt sự đối đãi tử tế trong mắt hoác hoài tín đã ánh lên sự tức giận giọng nói cũng khiến cho người nghe phải run sợ, vậy còn nhị di nương thì sao? Nhắc đến nhị di nương thì Tống Nhu đột nhiên có chút tinh thần hơn, khóe môi ông ta động động mãi nhưng vẫn không nói nên lời, có vẻ như đang rơi vào trong hồi ức. Hoác hoài tín không kiên nhẫn hỏi tiếp, hỏi ngươi đó. Nếu như ngươi không nói, phải là tên buôn người kia, nhất thời không tập hợp đủ người, cho nên mới tìm kiếm bên trong cẩm châu phủ. Bắt được hài tử sau đó mẫu thân nó lại, đuổi theo. Vốn định giết, nhưng thấy tư sắc, tốt. Hoác hoài tín mở chừng mắt, cho nên nói cả hai mẫu tử đều bị ngươi bắt được. Bọn họ không chỉ bắt cóc trẻ con mà ngay cả cô nương khác cũng bắt cóc sao. Ít hầu tần an tựa như bị mắc kẹt lại nói không ra lời nữa. Hai chồng mắt trợn lên trắng dã, lão nô lại tiến lên vuốt ngực nhuận khí cho ông ta. Hoác hoài tín xoay người lại nhìn yến trì, điện hạ có lẽ còn không biết thật sự có loại buôn người thế này, bọn chúng chuyên bắt cóc các cô nương từ 13, 14 cho đến hơn 20 tuổi nhà người ta sau đó ép uống thuốc rồi bán đến thanh lâu hoặc là mấy gia đình có tiền, bọn họ cũng thu về không ít tiền. Yến chỉ híp mắt lại, mặc dù từ nhỏ hắn đã lên xa trường thế nhưng những chuyện xấu xa đáng ghê tởm thế này hắn cũng không phải là không biết, không những thế mà ngược lại hắn còn biết rất nhiều, tiếp tục hỏi. Hoắc Hoài Tín chỉ muốn ngay lập tức thể hiện ra bên ngoài bản thân mình có bao nhiêu chính trực, có bao nhiêu hiên ngang lẫm liệt. Thành Cẩm Châu lớn như vậy, không thể chỉ có một mình Tần phủ có những giao dịch như vậy, Hoắc Hoài Tín không muốn khiến cho Yến Trì lại hoài nghi bản thân mình. Lão nô nỗ lực một lúc lâu sau đó, cuối cùng thì Tần An cũng thuận khí được rồi. Hoắc Hoài Tín lại hỏi tiếp, sau đó thì sao? Làm thế nào đón mẫu từ người ta vào trong phủ? tần an thở hổn hển trên mặt cũng trở nên trắng bệch ta đi chọn người nhìn thấy nàng ấy ban đầu không biết về sau mới nàng là nhảy xuống giếng mà chết tần an nói xong thì ánh mắt dần dần trợn ngược giống như đang nghĩ đến dung mạo vị nhị di nương nhảy xuống giếng mà chết kia có bao nhiêu xinh đẹp mềm mại hoác hoài tín trợn mắt vậy vụ hỏa hoạn của nhà đó ở dương huyện thì sao Tần An bị hoắc hoài tín quá to cho nên cả thân thể cũng run lên. Ánh sáng trong mắt ông ta nhất thời phai nhạt đi, khẽ ho hai tiếng rồi mới trở lại bình thường. Nàng xin ta. Thả nàng ra, ta, nhân cơ hội đó hỏi. Gia đình nàng ấy. Nói đến đây thì toàn bộ đều đã rõ ràng. Hoắc hoài tín cắn chặt răng. Ngươi. Nàng ta nghĩ thật sự ngươi sẽ thả nàng đi. Kết quả là ngươi lại phái người đi phóng hỏa giết ngươi. Tần An tiếp tục nói ra, trong giọng nói lại không hề có ý hối cải hoác hoài tín hỏi lại ngược lại ông ta lại nhìn hoác hoài tín hiện tại có thể có thể tìm ra chưa lần này hoác hoài tín thật sự bị chọc tức đến mức nở nụ cười nói nhiều như vậy hóa ra lại là để tìm ra hung thủ phía sau chuyện này bảo toàn mạng sống cho ông ta mà thôi hoác hoài tín cười lạnh kể cả tìm thì cũng cần phải có thời gian Tần huynh tốt nhất, nên tự mình cầu nguyện rồi lại nguyện cầu, cầu cho ông trời phù hộ cho Tần huynh. Tần An nghe thấy vậy, thật sự cảm thấy như bản thân mình vừa bị lừa nên trợn trừng mắt lên lườm Hoắc Hoài Tín. Ông ta muốn nổi giận nhưng lại giận không nổi, cả thân thể lẫn ít hầu như bị bóp chặt, hai tròng mắt trắng dã rồi toàn thân giật giật. Lão nô bên cạnh lại luống cuống hẳn lên, Hoắc Hoài Tín thấy Tần An như thế liền lắc lắc đầu, đi đến bên cạnh yến chỉ nói: dáng vẻ này của ông ta có lẽ không thích hợp nhốt vào mục đợi uống hết thuốc của cửu cô nương xong thì có thể trực tiếp áp giải vào trong mục thẩm vấn nếu hiện giờ đã tra ra được tiệm cầm đồ khánh nguyên thì hạ quan liền lập tức đi bắt người hoắc hoài tín nói xong thì tần hoan cũng đi đến bên cạnh giường nhìn nhìn sắc mặt tần an rồi căn dặn lão nô vẫn tiếp tục dùng mấy phương thuốc cũ mỗi đơn thuốc uống trong một ngày mỗi ngày uống bốn lần nhưng ngày nào cũng phải đổi thuốc bã thuốc còn thừa có thể nấu thành nước để lau mấy chỗ có vết thương. Lão nô nghe thấy thế vội vàng vâng lời, sau đó tần hoan mới rời đi, Yến Trì và Hoác Hoài Tín thấy thế cũng cùng nhau đi ra ngoài. Yến Trì nói, vụ án này còn không biết liên lụy rộng ra đến đâu. Nếu như chỉ có một mình tiệm cầm đồ Khánh Nguyên thì dễ xử lý, nhưng nếu như vẫn còn chỗ khác nữa thì chi phủ đại nhân lại phải nỗ lực cùng nhau xét xử rồi. Hoác hoài tín gật đầu lia lịa nét mặt cũng trở nên vừa phấn chấn vừa nghiêm nghị, điện hạ yên tâm, không ngờ đến thành cẩm châu dưới sự quản lý của hạ quan mà lại còn có mấy hành động cỡ này. Lần này hạ quan nhất định phải thiêu bọn chúng ra cho. Nói xong thì ông cũng siết chặt nắm đấm, biểu hiện quyết tâm không bỏ qua. Có vẻ như Yến Trì cũng cảm thấy hài lòng, hoác đại nhân cứ đi đi, trong phủ đã có ta rồi. Cả người hoác hoài tín tràn đầy sự hăng hái chắp tay cúi đầu với Tần Hoan và Yến Trì rồi sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhìn Hoác Hoài Tín đi nhanh rời đi, Phục Linh ngoài cửa nhịn không được mà thở dài, Hoác Đại Nhân đúng là sấm rền gió cuốn, nói là làm ngay, Cẩm Châu có vị quan tốt như vậy đúng thật sự là phước của dân chúng. Yến Trì và Tần Hoan liếc nhìn nhau theo bản năng, trong mắt đều có chút ý cười mỉa mai. Hiện tại đúng thật là hoác hoài tín sấm rền gió cuốn thế nhưng biểu hiện vừa rồi của ông ta suy cho cùng vẫn có chút giả dối nếu như không có yến trì ở đây thì chắc chắn ông ta sẽ không như vậy tần hoan nhìn yến trì yến trì lại nhìn tần hoan đáy mắt hắn sáng trong khiến cho nàng hơi chút sững sờ bọn họ cứ nhìn nhau cười rồi ngầm hiểu ý nhau đến vậy khiến cho nàng phải kinh ngạc tần hoan thu hồi lại ánh mắt rồi quay người đi ra cửa yến trì cũng nhếch môi cười rồi đi theo phía sau khẽ nói Nội tình vụ án như vậy, cửu cô nương có cảm thấy được sự hiểm ác của thế gian không? Lời khai lần này của Tần An mặc dù còn chưa tính là chi tiết thế nhưng ít nhất có thể nắm được việc mua bán hại người. Tiệm cầm đồ Khánh Nguyên kia cực kỳ có khả năng sẽ hại thêm rất nhiều người khác, chuyện này đối với một nữ nhân gia dưỡng tại khuê phòng mà nói thì đúng là đáng sợ không thể tưởng tượng được rồi. Tần Hoan nghe thấy thế liền quay lại nhìn Yến Trì, ta cũng chẳng phải bông hoa mọc sâu trong vườn sự hiểm ác của thế gian này ta đã biết từ sớm rồi. Đáy lòng Yến chỉ khẽ động, tần hoan từ nhỏ đã chịu tang cha mẹ, sau đó lại phải ăn nhờ ở đậu chắc chờ suốt từ Kinh Thành cho đến Cẩm Châu. Nhất định nàng sẽ gặp nhiều thói đời ấm lạnh hơn người khác, đúng thật nàng không phải người không biết đến thế gian hiểm ác. Thấy ánh mắt Yến chỉ hơi phức tạp, tần hoan khẽ nở nụ cười, ngược lại tiệm cầm đồ khánh nguyên này khiến cho ta có chút kinh ngạc ta vốn tưởng rằng lần này chỉ là tội ác của một mình Tần An, chứ không nghĩ là có người lại biến chuyện này thành một cuộc giao dịch, mà thậm chí còn có vẻ như đã âm thầm phát triển rất rộng rãi. Nghĩ đến khó tránh khỏi khiến người ta không rét mà run. Nút thắt trong lòng Yến Trì như được tháo bỏ. Đúng vậy, phải như vậy mới đúng. Nếu như Tần Hoan không hề sợ hãi gì với mấy chuyện này thì mới đúng là kỳ quái. Lần này sẽ từng bước một kéo ra người thật sự đứng sau bức màn bí mật nếu không thì chi phủ đại nhân vĩnh viễn cũng không biết, ngay cả ta ngươi cũng đều không biết. Nói xong Yến chỉ nhìn sang tần hoan, người cảm thấy rốt cuộc hung thủ là người tốt hay người xấu. Yến chỉ vừa hỏi thì tần hoan có chút nghẹn lời, đây là đang quay lại vấn đề mà nàng đã từng nghĩ đến. Điện hạ cho rằng luật pháp là thế nào, chính nghĩa là thế nào. Yến chỉ vốn muốn hỏi tần hoan nhưng không ngờ lại bị nàng hỏi ngược lại hắn suy nghĩ về câu hỏi mang theo ẩn ý của Tần Hoan, một lúc lâu sau mới nở nụ cười. Luật pháp chỉ là lý thuyết trên giấy trắng mực đen, mà theo lẽ thường của thế gian thì luật pháp đa phần hướng đến quyền lực chứ không hướng về phía công lý. Còn về phần công lý, sai hay đúng đều do dư luận quyết định, cho dù công lý có đến muộn màng nhưng chắc chắn là sẽ có. Lời yến chỉ nói đúng thật sự khiến cho lòng người lạnh buốt, Thế nhưng tần hoan lại hiểu biết sâu sắc về thế gian này chính là như vậy. Nàng nhìn lên bầu trời âm u hiu quạnh của tần phủ mà thì thầm, đại chu tôn trọng lễ nghĩa nhân trí tín, nếu như luật pháp không đại diện cho công lý thì chính là người cầm quyền vô năng, nếu như người cầm quyền lại cứ thế bỏ mặc thì chính là đang ép người ta làm việc ác. Nếu dân chúng hướng đến làm ác, triều thần ác, kẻ cầm binh cũng ác thì cuối cùng sẽ là cái gì? Giang Sơn này chắc chắn sẽ sụp đổ, vị trí trí cao vô thượng kia rồi cũng sẽ. Tần Hoan nói xong thì mới đột nhiên hoàn hồn lại, nội tâm phấn uất của nàng trỗi dậy thành ra mới nói ra miệng. Nàng vừa quay lại thì bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Yến Trì, Tần Hoan cười khổ một tiếng rồi lập tức cúi đầu thở dài, chỉ là 13 đứa trẻ kia không đáng mà thôi. Điện hạ nói đúng, công lý không hề mất đi cho nên cuối cùng thi cốt của bọn họ mới được đào ra. Tần An cũng sẽ phải chịu chừng trị. Chị. Thế nhưng các nàng đều chết rồi, tổn thất này đối với những người thân của bọn họ thì lại không cách nào có thể bồi thường được. Tần Hoan lắc lắc đầu, vẫn là bất công, bất công. Cả người Tần Hoan toát ra vẻ đau buồn sầu khổ, tựa như đang xót xa thương tiếc cho 13 đứa trẻ kia, thế nhưng Yến Chỉ vẫn còn đang nhìn nàng. Trong giây phút vừa rồi đột nhiên hắn cảm thấy được như trong lòng Tần Hoan còn có một ngọn lửa giận hừng hực cháy giống như oan khuất của 13 đứa trẻ đó đang thực sự hiện hữu bên trên cơ thể nàng. Tần hoan lương thiện, không đành lòng, thương tiếc, đồng tình, thậm chí gia tăng tình cảm cho 13 đứa trẻ đó. Thế nhưng Yến chỉ vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp lắm, là sự sắc xảo trong lời nói của nàng, hay là nàng lớn gan đến mức nghị luận về ngôi vị hoàng đề của Giang Sơn. Trong lòng Yến chỉ cũng không thể nào xác định được, Thế nhưng nhìn dáng vẻ cúi đầu ủ rũ của Tần Hoan thì hắn lại thấy không đành lòng. Đã nhiều ngày nay rồi Tần Hoan không màng vất vả, bất kể là nghiệm thi hay nghiệm cốt thì đều rất cẩn thận, trong lòng hắn thì nàng không hề giống với bất kỳ người bình thường nào cả. Nàng rực rỡ không gì sánh được, xinh đẹp không ai bì được, đột nhiên giờ hắn thấy buồn khổ suy sụp thì trong lòng hắn cũng như bị tảng đá nặng đè xuống. Thế gian đã như vậy, nhưng người hướng thiện đương nhiên nhiều hơn kẻ làm ác. Trong triều đình cũng có nhiều quan lại liêm khiết thanh thiên giống như vị đại lý Tự Khanh Thẩm Nghị trước đây, cửu cô nương vạn lần đừng có hết hy vọng với thế sư. Thẩm Nghị, Tần Hoan nhắc lại hai chữ này, trên môi lại nở nụ cười. Sắc mặt Yến chỉ hơi tối lại, cảm thấy nụ cười này của nàng vừa trào phúng vừa bi thương, thần sắc hắn biến đổi, hiện tại mới nhớ ra, Thẩm Nghị hiện tại đã là tội thần đầu một nơi thân một nẻo rồi. Nghĩ đến đây Tần Hoan liền hiểu ra được ý của Tần Hoan. Sách mà nàng đọc đa phần đều do thẩm nghị viết. Đủ thấy trong lòng nàng nhất định cực kỳ hâm mộ vị đại lý tự khanh này. Thế nhưng hiện tại lại. Cửu cô nương không tin vào tội danh của thẩm nghị. Đáy lòng Yến Trì đột nhiên nhạy bén hẳn lên. Hắn nhìn sang Tần Hoan. Tần Hoan đột nhiên ngừng đầu lên rồi cũng nhìn vào mắt Yến Trì, nàng mấp máy môi, ánh mắt đột nhiên có gì đó lóe sáng, tội của thẩm nghị đã có định luận rồi tần hoan không dám không tin mặc dù nói ra như vậy thế nhưng lời nói của nàng rất tối nghĩa yến trì nhìn nàng một cái rồi đột nhiên khẽ cười hắn nghiêng nghiêng người rồi khẽ nói ngay cả mấy lời khuynh đảo giang sơn này cửu cô nương cũng dám nói vậy mà không dám nói án của thẩm nghị là oan ùm tần hoan trợn mắt vậy thế tử điện hạ nghĩ thế nào tần hoan hỏi như vậy chính là muốn né tránh để kết thúc câu chuyện nhưng Yến chỉ lại cong môi, lúc chuyện này xảy ra thì ta vẫn còn đang trên đường hồi kinh, về sau biết được thì ban đầu cũng không tin. Nhưng mà, nhưng mà kinh thành hỗn tạp, lại chia nhiều phe phái, có lẽ cửu cô nương không biết mỗi cuộc tranh đấu như vậy thông thường sẽ luôn là châu bò hút nhau rồi mũi chết, chuyện này của thẩm đại nhân đúng là rất kỳ quái. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn